Ô, sang Gucci. Tàu nhìn đầu tàu đẹp hết chứ. Tàu tầm mới à? Tầm mới. Ừ, nhìn đầu tàu nó mới đẹp thế. Đổi người lái. Vừa nãy bây giờ là một cô con gái lái ở đầu cuối. Ở đây là onsen đây. Để xem khách sạn nào. Gặp ở chỗ đi chân châu. Để xem khách sạn đây xem làm sao nào. Sao mà đi đủ thế? Đâu, đi núi nào? Bố. Hả? Đi núi nào? Núi núi Taco ở trên, mình đi ra đây, xong rồi mình sẽ đi dọc ở đây, trên trên kia, núi ở trên kia kìa, xong đi vòng lên trên núi, ok. Nhưng mà đừng đi tàu nhé. Hả? Đừng đi tàu điện nhé. Không đi tàu điện đó. Một lần chút đi không cần đi tàu điện. Ta cao cả ở đâu này, có tí xa sau. Đi thôi. Đi thôi. Mùa này ở đây cũng có cái gì là mùa du lịch. Quanh năm chắc như nhau. Đây quá chỗ du lịch mà. Ừ, xe ô tô người ta đi đến đây này. Đấy, đi bộ đi xuống thôi. Đi bộ xuống nhanh. Người ta đi du lịch. Nhanh bộ rồi. Ở đây có nhà vệ sinh tin ơi. Đi ra đi. Nè, cửa ra đây đó. Cửa ra của nhà ga đây rồi. Đi vệ sinh đã. Có, ngoài này có. Đấy. Có để xe đạp đây đó. À, để xe đây đó. Cửa đây. Đi thôi.